Nhằm tăng cường phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Thành đoàn Hội đồng đội thành phố phối hợp với Cung Thiếu nhi Đà Nẵng tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho thanh thiếu nhi trên địa bàn. Lớp dạy bơi miễn phí được triển khai rộng rãi đến các em thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn, chưa có điều kiện tham gia học bơi tại các trung tâm. Tại chương trình, các em được tặng kính bơi và sẽ có thời gian một tháng để học tập các kỹ năng phòng tránh đuối nước. Chúng ta cũng đã chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn đuối nước rất là thương tâm của các em thiếu nhi. Gần đây nhất thì vào cuối tháng 5 có một vụ đuối nước của một em học sinh trung học cơ sở tại quận Ngũ Hành Sơn, hay là một vụ 5 em học sinh bị đuối nước ở khu vực biển Nguyễn Tất Thành. Nhằm để phòng tránh các tai nạn đuối nước cũng như là nâng cao khả năng bơi an toàn cho thiếu nhi, thì Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp cùng Cung Thiếu nhi cũng như là Trường Đại học Thể dục Thể thao tổ chức 2 lớp dạy bơi miễn phí cho các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố. Chương trình dạy bơi miễn phí này là một trong những hoạt động thiết thực của Thành đoàn, Hội đồng đội thành phố trong nỗ lực tạo ra các sân chơi hè vui khỏe, lành mạnh cho thanh thiếu nhi tại địa phương. Hôm nay con tham gia chương trình học bơi miễn phí này con thấy rất là vui, vì sau khóa học này con sẽ phòng tránh được tai nạn đuối nước. Mình thấy cái chương trình này là qua cái thông tin ở trên Facebook, thì mình cũng muốn cho con là được tham gia cái chương trình để phòng chống các cái tình trạng đuối nước, nó rất là có ích cho trẻ con ạ. Trong khuôn khổ chương trình, xuyên suốt mùa hè năm nay, Thành đoàn Đà Nẵng cũng tổ chức 7 lớp tập huấn bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ em và kỹ năng tự vệ và phòng chống xâm hại trẻ em tại tất cả các quận huyện trên địa bàn thành phố với số lượng 100 em một lớp, qua đó nâng cao nhận thức về phòng chống đuối nước, góp phần giảm thiểu tai nạn đáng tiếc xảy ra.